Xin chào, pin nuôi nguồn .vn giới thiệu đến người sử dụng dòng pin nuôi nguồn BOC với mã sản phẩm là Texcell SBD02. Đây là một sản phẩm pin Texcell chính hãng có xuất xứ Hàn Quốc, Made in Korea. Trên viên pin có ghi rõ như tay tôi đang chỉ vào. Đây là dòng sản phẩm pin D với dung lượng 19.000 mAh và điện thế là 3.6V, thành phần lithium không sạc, dùng để nuôi nguồn memory backup. Viên pin này kích thước khoảng 34mm x 61.5mm cho một viên và được dùng để nuôi nguồn BOC, còn gọi là Texcell Lithium Primary Battery SBD02. Viên pin chính hãng được bảo hành sử dụng 6 tháng tại pin nuôi nguồn.vn, địa chỉ 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một viên trơn, chưa đính sắt cắm hoặc là đầu thép. Chúng tôi có kỹ thuật để hàn gắn các loại sắt cắm chuyên dụng theo từng loại BOC hoặc là hàn chân thép để phù hợp. Hàng chính hãng bán tại địa chỉ 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Giao hàng tận nơi toàn quốc, tính phí dù chỉ một viên cũng giao, giá giảm cho khách mua số lượng nhiều. Vui lòng gọi 0909 911 096 hoặc 0903 352 340. Xem thêm tại website pinnuinguon.vn hoặc pinnuinguon.com. Xin cảm ơn.